Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký Võ Lâm 2. Cảm ơn mọi người rất là nhiều trong những ngày tháng vừa qua đã đồng hành và ủng hộ đăng ký kênh cũng như là xem video. Vâng, đến với video thì hôm nay thì là có một cái chương trình mới vâng muốn gửi tới các bạn. Đó là hôm nay chúng ta sẽ đi lùng comment của các khán giả trên kênh Tiểu Long Du Ký. Và sau đây là một số comment được một số bạn cũng như là các bạn yêu mến trên kênh và có comment trên kênh Tiểu Long Du Ký. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vâng, với comment đầu tiên thì Long có lục thấy và một comment của bạn Tuấn Hoàng một tháng trước. Thì bạn comment ở trên video này, chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện Cô Đe Y Hổ Lệnh cùng Võ Lâm 2. Thì bạn Tuấn Hoàng có cái comment rằng: giờ một server đông tầm 50 thằng chơi chứ mấy, toàn áp phụ, ông nào tâm huyết lỡ bỏ tiền nên chơi, chứ mấy ai chơi nữa, game noãn. Cái gì đây? Vâng, cái gì đây? À, Minh Bảo Sơn trước 59, 6X, 69, 79, rộ, giờ cũng không ăn thua. Vâng, xin trả lời bạn rằng là đúng thật, game bây giờ thì là một người chơi đúng là tầm cũng phải thấp, phải 2-3 ác trở lên và nhiều cũng phải mấy tem. Ví dụ như là Long cũng rơi vào 3 tem tàng kiếm, 3 và 8, 24. Nó không nhiều đến nhỗi như con số của bạn, nhưng mà nó cũng rơi vào tầm từ 20 ác đổ lại, cũng rất là nhiều. Đấy, Long thì cũng muốn chơi Võ Lâm 2, mới tội ác của mình rất là cùi. Vâng, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn đã comment và cảm ơn bạn rất là nhiều đã ủng hộ. Ok, tiếp phía bên dưới là một bạn Đại Nam Window. Thì bạn cũng comment rằng ở cái video là trực tiếp tàng kiếm lấy vàng Úc Kim Xà Lam mới nhất. Thì bạn có comment là, và cũng cách đây khoảng một tháng rồi. Thì nhìn thấy thèm chơi quá, nhìn thấy thèm chơi lại quá, nhưng bận quá, bỏ 7-8 năm nay rồi. Đấy, 7 năm nay rồi nhưng mà vẫn máu chơi. Vâng, cảm ơn bạn nhé. Khi nào chơi thì bạn có thể là bây giờ là tạo ác rất dễ. Bạn có thể là vào game rồi các bạn tạo ác rồi chúng ta tái sinh 5, 6, 7, 8. Bây giờ là nó rất là dễ thôi. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Và chúng ta đến với comment tiếp theo. Comment tiếp theo đó là của bạn Nguyễn Hoài Bảo. Vâng, không biết là trên này nó hay lộn nên Long cứ đọc theo ấy thôi. Vâng, bạn có comment rằng là ngày xưa thích chân phái của ngày xưa bạn ấy thích chân phái và bạn ấy chơi có chơi là cái bang quyền và cũng gắng ấy, thì được 20 thành chân phái với cuốn 53 được 10 thành đấy. Tôi được nhiêu đó 8 năm trước méo quên được. Vâng, bạn ấy không quên được. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn Hoài Bảo Nguyễn. Mình cứ đọc thêm theo đúng theo tuần tự từ trái sang phải. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã comment vâng trên kênh Tiểu Long Du Ký một tháng trước. Vâng, ý của bạn đó là bạn đã thích chơi chân phái của con cái băng quyền và cũng được 20 thành và có một quyền 53 10 thành và được chơi được 8 năm rồi. Giờ bạn ấy xem cái video này của Long ấy thì là bạn ấy nhớ lại kỷ niệm mà bạn ấy bảo là bạn ấy không quên được. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, thank you Venlemiu nhé. Ok, rồi chúng ta lại tiếp tục đến một comment nữa, cũng trước đây một tháng. Thì của một bạn Trinh Hoài An, mình cứ gọi là Hoài An Trinh, theo đúng từ trái sang phải. Và bạn đã có comment ở video là mình có làm nhiệm trực tiếp làm nhiệm vụ ba phe cho sự kiện Uy Hổ Lệnh. Bạn có comment rằng: em nghỉ chơi lâu rồi, giờ em muốn chơi lại mà em không có thời gian cày game được. Anh Long có thể bán em một rẻ một ác thiên quyền tại sinh 7 được hay không? Vâng, xin trả lời lời rằng với bạn rằng thì sự kiện bây giờ là nó hết rồi. Bây giờ là 19 tháng 4 thì nó hết sự kiện Y Hổ rồi, hoặc là một số sự kiện khác. Thì Long cũng bán hết rồi nên không còn ác thiếu nông quyền nào nữa. Vâng, cảm ơn bạn nhé. Khi nào có sự kiện thì Long sẽ lập một ác và tặng bạn miễn phí. Bây giờ là hết sự kiện rồi nên không làm ăn gì được. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, chúng ta lại tiếp tục đến một comment thứ hai. Comment tiếp theo thì ở cái video là nhiều điểm kinh nghiệm và lên cấp nhanh cùng Võ Lâm 2. Thì bạn răng bơ bắp có comment rằng: không biết lâu không chơi Võ Lâm Bút, không biết có khá hơn không trước không chơi.
Đấy, ý bạn nói rằng là ngày xưa thì bạn có chơi vọt đăng bút và đi kiếm vàng, còn bây giờ thì không biết có khá hơn chưa, có nghĩa là xem cái khả năng của vọt đăng bút thì như thế nào. Thì vọt đăng bút thì có những cái chiêu mà định thân chọn là định thân các bạn đam với đồ đạc hiện tại bây giờ thì đam rất là cao, và nó có, nếu mà ngang đồ nó ăn đứt cả thiên nữ quyền các bạn, rất là nguy hiểm. Vâng, cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đang bơ bắp. Vâng, chúng ta đến với comment tiếp theo. Và một bạn game vui, bạn có comment ở video là tạo ác mới và tái sinh 7 ngay cho thiên nữ quyền. Thì bạn có comment rằng bạn ơi cho mình xin một ác cùi cùi tái sinh chơi được không, muốn chơi lại quá. Vâng, còn video comment này thì là nó cũng rơi vào một tháng trước rồi. Thì hôm nay thì Long Cùi có quay trở lại lục lại để xem anh em comment cái gì. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Vâng, ác thì thật ra là Long có rất là nhiều ác, nhưng mà những cái ác của Long ấy thì nó tàn trùng với tài khoản chính thôi, email, số điện thoại, nên thay đổi rồi nó rất là ngoằng. Khi nào mà có sự kiện thì bạn có thể là tự lập ác này, rồi Long sẽ hướng dẫn bạn tái sinh 5, tái sinh 7. Bây giờ tái sinh 5, tái sinh 7 thì rất là dễ. Ok, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn game vui. Chúc bạn xem video vui vẻ, và có dịp thì anh em chúng ta lại gặp nhau trên Vận Lâm 2. Mặc dù đã cùi thôi nhưng mà chúng ta đi dạo cho nó vui. Ok, chúng ta lại đến với comment tiếp theo. Và hôm nay thì Long rất là nhiều thời gian, Long ngồi ở đây và đọc comment của các bạn và trả lời trực tuyến luôn. Và tiếp theo là một số video khác thì Long sẽ sang một số kênh khác và xem anh em comment những cái gì về Võ Lâm 2, cũng như là đến thời đại bây giờ, hoặc là những comment mang tính chất kỷ niệm xưa. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Bạn nào mà xem video thì là bạn nào mà có kỷ niệm tuyệt vời thì là các bạn hãy kể ra và để Long bốc phốt lên video, và xem bạn nào comment hay nhất thì Long sẽ chọn lọc để lấy làm bốc phốt. Video thì mang tính chất chủ yếu là vui chơi giải trí thôi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Vâng, đến với comment tiếp theo thì bạn Sang Võ thì bạn có comment rằng lâu quá em không chơi lại Võ Lâm 2, giờ chơi lại không biết bắt đầu từ đâu, trang bị cách nên đồ như thế nào, mong anh chỉ giáo. Vâng, cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đã comment. Cảm ơn bạn Sang Võ. Thì đến thời đại bây giờ thì là thời đại của đồ hào hiệp vô hạ rồi. Vâng, sắp sửa bước sang ẩm huyết, nên chúng ta chỉ việc làm cày sự kiện, đợi sự kiện ra rồi chúng ta cày nó sẽ cho. Và nếu bạn nào mà chưa biết chọn dòng, chọn đồ như thế nào thì có phải là comment ngay bên dưới video mà lúc Long nhận đồ thì Long sẽ trả lời, hướng dẫn, hoặc là qua Facebook Long sẽ trả lời cho các bạn. Vâng, cảm ơn bạn Sang Võ nhé. Và tiếp theo là một cái comment ở bên dưới thì ở cái video là hỗ trợ anh em máy chủ Uy Hổ năm 2019 thì là Long không chơi bên Uy Hổ nữa à, bận làm nhà à. Vâng, cảm ơn bạn nha. Thì là đúng như thông tin thì Long đang bận làm nhà nên rất ít có thời gian là chơi game, mặc dù là có làm nhiệm vụ hàng ngày nhưng mà rất ít on. Vì thế mà bạn hãy comment. Vâng, cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ. Rồi, ok. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, chúng ta lại tiếp tục sang một cái comment khác. Đây đây, một comment ở video là tàng kiếm bên máy chủ Uy Hổ đây. Bạn có comment rằng Ngày xưa với set tàng kiếm cộng 7, còn đi tàng kiếm ai 7 với tử quang các ai 6. Ai chà, ngày xưa mà tử quang các ai 6 là đỉnh đấy các bạn, ai 7 cũng là đỉnh, vì đồ tàng kiếm là đi rất là khó, và có khả năng là bạn ấy rất là có nghệ thuật đi đấy, chứ bây giờ là một số bạn là đồ cao mà không đi được thế mới chết. Chính tỏ ngày xưa bạn có một dàn tem, hoặc là bạn có đi cùng một tổ đội nhóm rất là VIP thì mới qua được ảnh 627 của tàng kiếm. Ok, cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đã chia sẻ những thời mà ngày xưa mà Long chưa từng chơi. Thật sự là Long mới chơi bây giờ thôi, Long cũng chưa chơi với bản ngày xưa. Long chơi từ thời từ thời Thiên Nghĩa các bạn, sau đó Diệu Dương, đấy, sau đó Chiến Cuồng, sau đó là Hào Hiệp Vô Hạ, và bước sang bây giờ là Ẩm Huyết.
Vâng, cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thật sự là Long chưa chơi cái thời đó bao giờ luôn. Ok, chúng ta lại sang video tiếp theo. À, sang một comment của bạn tiếp theo. Thì là Long có làm một cái video là hé lộ trang phụ bị khủng Võ Lâm 2 sắp tới. Thì bạn Thanh Nguyên, bạn có Thắng Nguyên, Thanh Nguyên. Thì bạn có PM 3 tuần trước và comment rằng là béo bọn ở Villa Game thôi, đâm đầu vào cày chạy đua tốn tiền, bỏ sớm còn kịp, không đến mức lại hối hận. Vâng, cảm ơn bạn rất rất nhiều. Cái này thì trả lời bạn rằng là vâng, Long có biết là bọn nó có là hút máu rất là nhiều, nhưng về cái tinh thần vui chơi thì đa số thì Long cũng chơi giải trí thôi, với tinh thần giải trí. Vâng, chủ yếu là đi tàng kiếm lấy vàng chứ không có thời gian đâu mà đi đi lạp xu và biếu Vinagame. Vâng, và đúng, game bây giờ là nó hút rất là nhiều. Ok, cảm ơn bạn nhé, cảm ơn lời khuyên của bạn rất là nhiều. Vâng, chúng ta lại đến với tiếp theo comment của bạn là vẫn của bạn Thắng Nguyên. Vâng, là bạn ấy vẫn sợ vì là game hút máu. Vâng, cái game này ngày xưa chơi thì vui, bây giờ thì như cái lờ như các bạn, như đấy toàn hút máu. Vâng, đúng thật, game bây giờ mà rất là hút máu, toàn là hút máu, chính xác các bạn. Vâng, ok, cảm ơn bạn nhé. Vâng, chúng ta tiếp theo. Và có bạn bạn Đức Thiện thì bạn có comment ở video là trang bị khủng Hắc Bạch vô song sắp tới, sắp tái xuất giang hồ. À, Long nhớ rồi, Long có làm từ cái video này từ ngày trước. Thì bạn có comment là ngang đồ ngang cơ thì Long chả sợ ai các bạn ạ. Ngang đồ ngang cơ thế BK mới bằng may mắn à. À, cái hồi đấy thì Long có nhớ là Long thì đồ đạc của Long thì cũng như mọi người, nó cũng có mật tịch bét ngon, sách vô cụ ngon. Thì Long có BK thì cũng bằng như mọi người, thì tỷ lệ thắng của mình thì cũng như họ thôi, có phát thắng có phát mình thua. Thì mình lúc đấy mình có nói câu là bằng đồ thì Long cũng chả sợ ai cả. Chắc là bạn ấy nghe câu đấy bạn ấy khích lệ Long. Vâng, cảm ơn bạn nha. Ok, cảm ơn bạn. Còn ác hiện tại của Long bây giờ thì nó rất là cùi, nó chỉ được có tái sinh 10 là 1, có văn sức cấp 3 là 2, còn đâu các đường khác thì tệ ơi là tệ. Nhưng mà Long biết là tệ rồi, nhưng mà Long vẫn chủ yếu là đi dạo thôi. Vì thứ nhất là sách vô cụ sách tính cấp mật tịch thì là chưa có này. Thứ hai là bet thì rất là cùi này, và kinh mạch thì là nó không được chuẩn. Vì ác này là mua lại nên là Long cũng không muốn bàn tán về nhiều về cái ác của mình nữa. Ok, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, đây rồi. Vâng, cảm ơn bạn Minh Nguyễn Quang, Nguyễn Minh Quang. Thì là bạn có comment ra không biết là ở cái video nào đây. Trời, tôi làm 11 triệu mới được 22k năng động, tái sinh 9 cấp 94 Lài Long. Vì không có thời gian nên chỉ ăn lại Max Eleven và Max Thiên Kim Lệnh. Giờ cấp 94 70 tỷ kinh nghiệm, không có thời gian cày lên chưa chắc không kịp tái sinh 10 mất Long à. Và chắc là bạn này có xem cái video mà mốc ác của Long ở mốc 26k điểm năng động, và Long sắp sửa ngày mai ngày kia Long 27k điểm năng động rồi, và Long có nhận được cái mũ ẩm huyết, và Long chỉ ăn mắc 800 cái thiên kiêu lệnh thôi. Chắc bạn ấy không thời gian làm, chứ nếu các bạn làm nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm là chỉ mắc ăn 800 kia thiên lệnh là chúng ta cũng mắc 28k điểm năng động rồi. Chắc bạn ấy rất đang no, bởi vì là bạn ấy không thời gian chơi mà không biết là có đạt được cái mốc đó hay không. Vâng, Long cũng chúc cậu cố gắng làm nhiệm vụ năng động thường xuyên hơn. Vâng, chúng ta phải làm chứ cái kia là chủ yếu là hỗ trợ cho chúng ta thôi, hỗ trợ một phần, dù sao là chúng ta cũng phải làm nhiệm vụ hàng ngày, không thể ủy thác vào thiên kim lệnh mới ăn mắc Eleven lên cấp được, chúng ta phải đi phó bản thường xuyên nữa. Như Long à, đi phó bản thường xuyên để Long mới lên được cấp được nhanh. Các bạn xem video rồi thì là các bạn mới thấy được Long chơi miễn phí như thế nào và cũng vất vả. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Quang Minh nhá. Vâng, trên đây là một số comment mà Long đang chụp lại được
trên cái kênh của mình. Vâng, cảm ơn mọi người đã comment. Vâng, chúc mọi người chơi game vui vẻ và làm sao đạt được cho mình mốc 28k điểm năng động trong sự kiện uy hồn lần này. Vâng, chúng ta còn gặp nhau đầu tiên. Vâng, đây là số đầu tiên về top comment trên kênh Tiểu Long Du Ký. Bạn nào mà có những hồi ức vào Lâm 2, các bạn có thể là comment và trình diễn một bài văn thì chắc chắn là các bạn sẽ được lấy vào top comment trên kênh Tiểu Long Du Ký. Và Long có qua một số kênh khác để tham khảo xem một số anh em comment những gì về Võ Lâm 2 cũng như ngày nay và ngày xưa, để Long tổng hợp lại vào một video rồi Long lại úp cho các bạn xem và để làm cho các bạn hâm lại Võ Lâm 2. Ok, cảm ơn mọi người nhé, chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, bye bye.